Tết cái nồi Mario 27 xe zin nó đang bị xào, nó bị rung ra đầu. Để mình test trước khi làm nồi cho anh em coi không. Xào ở nồi thì nồi diêm đó thì nó lên tới đây thôi, nó không mở hết tua được. Lấy mình làm xong nó mở lên đây luôn, nó nhẹ xe, nó chạy nó bốc hơn. Đây mình khắc phục cái lỗi rung ra đầu luôn. Đây mình mở ra rồi test cho anh em xem. Bô Forest Video 2017 nha anh em. Vui mặt ở luôn, anh em coi luôn. Đó. Bô Forest Fast nha anh em. Mới nó còn bóp quá anh em ơi. Tính thử từ quá lên. Cô rất phát nha anh em. Bao đẹp. Không tưới luôn nha. Cổ bát nha anh em. Quá đẹp luôn. Quá đẹp trai. Bồ Forest nó làm từng cái mẫu sắc sảo lắm nha anh em, nhìn anh em khó biết lắm. Y chang Bô Forest Rio luôn. Rồi mình này là bây giờ mà bao giờ full cổ bát nha anh em. Cổ bô này bát của nó này, chỉ mưa quá ra nước mưa vô đây bụi gì nữa đây. Rồi để mình giáp vô xong mình test cho anh em xem nha. Cái Bô Forest lên cho chiếc Vario 2017. Đây chiếc Vario 2017 sau khi làm nồi xong mới lại gắn cái Bô Forest 1.1 lên nè. Cái mẫu mới 2020 luôn, rất là đẹp đó. Cổ bát rồi đó. Đẹp ha. Là làm vun nồi cái bài anh mình. Cái xe nó nhẹ nó bốc ha. Mở tua luôn, lấy nồi zin đấy lên tới đây ha. Nó mà làm xong nó mở lên đây. Mà chuông nè, bố nè, xo. Làm mở luôn. Lại thay cái lọc gió đồ trời á. Giúp cái lưu lượng gió nó vô nhiều hơn. Xe mình nó nhẹ bốc, nó mạnh như là nó tiết kiệm xăng hơn. Lọc gió zin thì chạy thời gian lâu rồi, nó dơ lắm, bị gớm luôn á. Điện thì nó không có đủ gió mà nó ngọt. Đó. Đây giờ mình sẽ bắt vô, xong rồi mình test cho anh em xem nó khác như thế nào nha. Bây giờ sau khi mình làm nồi xong, như bô, cái lọc gió, mình test cho anh em xem nó khác như thế nào so với lúc nãy nha. Làm nó vừa bớt rung đầu nhẹ xe êm máy đâu. Tại giờ mình đáp vô mình test cho anh em xem nó như thế nào. Thì mình làm
rồi bô với lọc gió nha anh em. Lên bô forest luôn nha. Xăng lửa hay sổ cháy mình cũng có làm hết nha, rất là giống luôn, xứng đáng đồng tiền, giá nó rẻ đó. Rẻ hơn Vin tới gấp 3 lần rồi. Cảm ơn em đã xem clip nha. Đây, thứ hai đậu tầng đã mưa rồi liên khúc mưa hoài. Radio nội bộ, nội bộ 4 và lắc thái tất tâm nhanh nhanh đây mấy đó ơi, cho làm ơi, để đi khách đại kìa.